Bạn thân mến, ngày hôm nay thì tôi sẽ cập nhật một cái mẹo nhỏ dành cho bạn. Trong trường hợp bạn không thể tìm thấy bất cứ một cái sản phẩm nào phù hợp với bạn, thì bạn có thể làm theo những cái gợi ý sau đây. Đầu tiên, bạn hãy tìm một cái sản phẩm có cái trọng lực, tức là cái chỉ số gravity thấp. Thứ hai, hãy lựa chọn một sản phẩm không có trang acid pop-up. Thứ ba, bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm có gravity là nhỏ hơn 10. Tiếp theo, các bạn hãy quan sát trong cái mục tài nguyên hỗ trợ affiliate. Nếu mà sản phẩm đó có một cái phiên bản và nó hỗ trợ cho cái phương pháp quảng cáo PPC trên Ping mà không có cái acid pop-up, thì bạn có thể gửi một cái email cho vendor và yêu cầu vendor gửi cho bạn một cái phiên bản nó thân thiện hơn với cái hệ thống quảng cáo của các bạn. Trong trường hợp cuối cùng, nếu mà bạn không thể tìm được một cái sản phẩm nào mà nó thân thiện với cái quảng cáo PPC, thì bắt buộc bạn phải sử dụng một cái phương pháp, đó là sử dụng qua một cái trang Squarespace để mà thúc đẩy cái sản phẩm đó.